Tiếng Anh đã, đang và vẫn sẽ là một trong những môn học hot nhất ở Việt Nam. Dù là hệ thống trường công hay trường tư, hay thậm chí là cả với những người đã đi làm. Tuy nhiên, đáng buồn là độ hot của nó phần nhiều dựa trên nhu cầu về các chứng chỉ tiếng Anh, chứ không phải nhu cầu biết sử dụng thành thạo một loại ngôn ngữ toàn cầu. Tức là khi học tiếng Anh, đa phần người Việt Nam chỉ tập trung chủ yếu vào luyện kỹ năng đi thi, ôn các dạng để nhận định, chứ không thấm nhuần cách ứng dụng ngôn ngữ vào đời sống. Điều này dẫn tới một thực trạng là, dù nhiều người có điểm ở các bài thi tiếng Anh rất cao, cấp độ của các chứng chỉ cũng khủng không kém, nhưng tới khi giao tiếp với người bản địa hay là viết các bài tiểu luận có tính học thuật bằng tiếng Anh thì họ lại không làm được. Vậy, thực trạng trên đang ăn mòn và để lại hậu quả như thế nào cho người Việt? Tiếng Anh để học và thi thố khác tiếng Anh sử dụng trong thực tế ra sao? Liệu có cách nào để bẻ hướng người Việt tiếp cận tiếng Anh theo con đường nên được đi của nó? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu thông qua bài viết của tác giả Limitless trong video này nhé! Thực trạng học tiếng Anh chỉ để thi này xảy ra rất nhiều trong cộng đồng du học sinh Việt Nam ở các nước nói tiếng Anh. Mình đã có một thời gian học tập, sinh sống và làm việc khá dài ở Úc. Sau gần 11 năm thường xuyên giao tiếp với cộng đồng du học sinh Việt, mình bắt gặp rất nhiều trường hợp IELTS 7.0, thậm chí 7.5 từ Việt Nam thừa điều kiện để nhập học vào những trường đại học danh tiếng ở bên đây, nhưng vẫn bị sốc và gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi với việc nghe giảng ở trường. Việc không theo kịp được bài giảng trên lớp do rào cản ngôn ngữ, cộng thêm việc xa nhà, không ai bên cạnh khiến nhiều bạn du học sinh bị stress, tệ hơn là trầm cảm. Ngay chính ở Việt Nam các bạn cũng có thể bắt gặp hiện tượng này. Cứ phỏng vấn một lượt các bạn sinh viên đại học, không khó để thấy rằng không nhiều bạn thực sự có phản xạ tiếng Anh tốt hay là nói lưu loát được với người nước ngoài. Ngay cả với các bạn học sinh sinh viên Việt Nam học ở trường quốc tế, rất nhiều bạn dù có phản xạ tiếng Anh tốt do môi trường học tập họ buộc phải sử dụng thường xuyên, nhưng ngữ pháp và phát âm của các bạn ấy lại là thứ tiếng Anh bồi chứ không được chuẩn chỉnh. Sự khác biệt trong âm thanh nghe và câu từ sử dụng. Có hai sự khác biệt lớn giữa tiếng Anh học thi và tiếng Anh trong thực tế khiến cho nhiều bạn dù tự tin về kiến thức trong tiếng Anh nhưng vẫn bị khớp khi thực hành chúng. Thứ nhất là sự khác biệt về mặt âm thanh. Khi đi thi bất kỳ chứng chỉ tiếng Anh nào, ban tổ chức cũng phải đảm bảo rằng thứ âm thanh bạn nghe được ở bài thi phải là thứ âm thanh chất lượng cao nhất, rõ ràng nhất. Thậm chí, bộ loa cũng phải đảm bảo phát huy được đúng chất lượng của file âm thanh. Âm thanh trong thực tế giao tiếp rõ ràng sẽ không thể nào hoàn hảo được như vậy. Bên ngoài yếu tố tạp âm, bản thân người nói cũng sẽ có chữ rõ, chữ không rõ tùy vào giọng nói và cách nói. Nếu bạn đã quá quen với sự hoàn hảo ở các file nghe trong các kỳ thi, bạn sẽ vô cùng bối rối với sự không hoàn hảo ngoài đời thực. Thậm chí có những lúc bạn hiểu tất cả từ ngữ cũng như phương pháp trong câu nói đó, nhưng bạn vẫn phải nhờ người bản địa nhắc lại vài lần thì mới biết được họ nói gì. Sự khác biệt thứ hai là về mặt câu từ. Ngôn từ khi đi thi, dù là bài kiểm tra trên trường hay là các chứng chỉ tiếng Anh khác, đều là ngôn ngữ mang tính formal, tức là ngôn ngữ mang tính lịch sự, chỉn chu, thậm chí là hàn lâm học thuật. Trong khi đó, kiểu ngôn ngữ dành cho giao tiếp hàng ngày là thứ ngôn ngữ mang tính informal, hiểu nôm na là ngôn ngữ xòe xòa đơn giản. Sự khác biệt này được thể hiện ở cả cấu trúc ngữ pháp lẫn từ vựng. Ví dụ tháng đầu mình ở Úc, mình đã rất ngạc nhiên khi thấy anh bạn bản xứ thường xuyên sử dụng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn để kể về những câu chuyện trong quá khứ. Trong khi đó, theo ngôn ngữ formal, nó nên là quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Khi hỏi ra thì anh bạn đó nói, đấy là vì khi kể chuyện thì trong đầu bọn tôi nó nghĩ như thể là đang diễn ra vậy, nên chúng tôi hay nói vậy cho nó tiện. Rồi có những cách diễn đạt ý rất đơn giản mà mình cũng chưa bao giờ được học cho tới khi đi du học. Ví dụ như là khi nói chờ một tí, theo cách học formal bài bản, nó sẽ là wait for me a little bit. Nhưng người bản xứ lại dùng give me a second hoặc là give me a sec. Sự ảnh hưởng của đa dạng accent làm tăng thêm sự bối rối của người học tiếng Anh, còn có thêm yếu tố về accent hay giọng tiếng Anh. Bài nghe trong các kỳ thi đều được quy chỉnh hết về giọng tiếng Anh chuẩn, dễ nghe với tất cả mọi người. Accent trong thực tế thì không được chuẩn như vậy. Accent không chỉ khác nhau giữa các nước như là Anh Úc, Anh Mỹ, Anh, mà bản thân từng vùng cũng có hàng tá accent khác nhau dựa trên vùng miền nữa. Ví dụ, nói riêng nước Úc đã có 3 accent, giọng và cách phát âm khác nhau,
bao gồm: đầu tiên là broad, giọng của tầng lớp lao động chân tay, hay còn được gọi là giọng dry English, vì nghe họ nói như là một người say lè nhè. Thứ hai là general, giọng của đại đa số người Úc. Đây cũng là giọng thường được sử dụng trong IELTS. Thứ ba, cultivated, giọng của tầng lớp thượng lưu, chính trị gia, luật sư, có học hỏi từ giọng British nước mẹ, Anh. Bản thân làm việc quen với accent của người bản xứ đã đủ làm nhiều bạn cảm thấy khó khăn. Có lần có một anh bạn người Úc hỏi mình ga tàu What the Tom. Mình hỏi lại anh bạn 3 lần mà vẫn không hiểu anh bạn muốn gì. Cho tới khi anh bạn chỉ tay vào cổ tay thì mình mới biết anh muốn hỏi là What the Time. Lần đầu tiên mình nghe được giọng broad, một điều mà mình chưa bao giờ được nghe trong bài thi IELTS hay là trong suốt 12 năm học tiếng Anh của mình. Khi bạn tới một nước đa chủng tộc như là Mỹ hay là Úc, bạn sẽ không chỉ làm quen với accent của người bản xứ mà còn phải luyện kỹ năng hiểu được accent của những người tới từ các nước khác như là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Tại vì sao? Vì bạn sẽ gặp các accent đó không chỉ trong một chốc lát khi đi mua đồ, mà là rất nhiều khi chính các giảng viên, giáo viên trong trường của bạn sẽ có những accent đó. Rồi khi bạn phải làm bài tập nhóm, bạn cũng hay phải thảo luận với những người bạn quốc tế có accent đặc trưng từ nơi họ tới. Nếu bạn không thích nghi được với chúng, khó khăn sẽ chồng chất khó khăn khi bạn phải học tập hay là làm việc ở trong môi trường quốc tế. Phản xạ sử dụng tiếng Anh khác biệt như thế nào? Ngay cả khi bạn đã thấm nhuần được sự khác biệt giữa tiếng Anh khi đi thi với tiếng Anh thực tế giao tiếp và đã chuẩn bị đủ tốt để hiểu được người kia nói gì, thì đó vẫn chỉ là một nửa quá trình giao tiếp. Một nửa quá trình còn lại là phải phản hồi lại người đối diện. Đây là khi chúng ta cần có phản xạ tiếng Anh. Nếu bạn mất quá nhiều thời gian để nghĩ câu trả lời, hay nói chính xác hơn là nghĩ về cấu trúc ngữ pháp và lựa chọn từ vựng để tạo ra câu trả lời mà bạn muốn, hoặc bạn vừa nói vừa bận nghĩ, thì việc giao tiếp của bạn sẽ bị gián đoạn. Từ đó, hiệu quả giao tiếp sẽ không cao. Mặt khác, phản xạ thì cũng có phản xạ tốt và phản xạ chưa tốt. Phản xạ chưa tốt là khi bạn có phản xạ, nhưng câu cú vẫn sai ngữ pháp, vẫn có từ phát âm sai, kiểu nói tiếng Anh bồi, từ ghép từ. Kiểu phản xạ này có thể đạt được mục đích giao tiếp, nhưng tạo ra thói quen sử dụng tiếng Anh xấu, lâu dài thì sẽ rất khó sửa. Có một nhầm lẫn khá phổ biến của nhiều người, đặc biệt là các phụ huynh khi muốn đầu tư cho con trong việc học tiếng Anh, là cứ có môi trường nói tiếng Anh như là đi du học hay là học ở những cái trường quốc tế thì sau một thời gian con sẽ tự khắc có phản xạ tiếng Anh tốt. Điều này chưa chắc đã đúng nha. Thực tế là khi giao tiếp với người sử dụng tiếng Anh như thứ ngôn ngữ thứ hai, thời gian đầu người bản địa có thể vẫn nhận ra những lỗi sai về ngữ pháp hay là phát âm của bạn, nhưng vì phép lịch sự mà họ sẽ không sửa cho bạn. Ngay cả khi học trong trường, các giáo viên cũng sẽ không thể nào dừng bạn lại sau mỗi 2 đến 3 giây nói để sửa cho từng ấy học sinh được. Vì vậy người bản xứ sẽ tập trung nhiều vào thông điệp bạn muốn gửi tới nhiều hơn. Miễn sao bạn nói họ hiểu, họ nói bạn hiểu, mà bạn vẫn có thành tích tốt trong học tập hay là hoàn thành được công việc, thế là được. Cũng vì vậy mà nhiều người hay ỷ lại, nghĩ rằng tiếng Anh của mình đã đủ tốt và không cố gắng tinh chỉnh lại nó. Suốt nhiều năm liền ở nước ngoài, hay là khi tốt nghiệp trường quốc tế vẫn sử dụng tiếng Anh bồi. Đó là chưa kiểu, nhiều người chỉ dùng tiếng Anh khi buộc phải nói với người bản xứ, còn cứ rảnh là dùng tiếng Việt, chỉ tụ lại chơi với nhóm người Việt. Vậy càng không thể có môi trường để xây dựng phản xạ tiếng Anh được. Đương nhiên về mặt thực tế cuộc sống, cứ làm tốt công việc hay là việc học là được. Nhưng là những người học tiếng Anh nói riêng và bất cứ một loại ngôn ngữ nào nói chung, chúng ta đều mong muốn có một phản xạ ngôn ngữ tốt, tức là không những trả lời được tức thì mà còn phải chuẩn chỉnh cả về mặt ngữ pháp lẫn phát âm. Đã mất công học rồi thì tại sao lại không học cho đúng mà lại học hời hợt, chập vá, đúng không? Đó là chưa kể, phản xạ tiếng Anh tốt mang lại cho bạn một hình ảnh chuyên nghiệp. Trước hết, tiếng Anh ở Việt Nam luôn được coi là một bộ môn khó. Lý thuyết đã khó, thực hành nó còn khó hơn. Vì vậy, khi bạn có phản xạ tiếng Anh tốt, những người xung quanh sẽ có suy nghĩ tiếng Anh khó như vậy mà người ấy còn thành thạo được thì hẳn họ sẽ phải rất thông minh và giỏi cả những thứ khác nữa. Từ đó, bạn sẽ được đánh giá cao hơn. Khi đi làm, giữa một lượng lớn những người dùng tiếng Anh bồi để giao tiếp, bạn lại chuẩn chỉnh cả về ngữ pháp lẫn phát âm, bạn cũng sẽ tạo ra được hình ảnh của một người chỉn chu, đã không làm thì thôi, còn làm thì phải chuẩn. Từ đó năng lực của bạn cũng sẽ được nhận định tốt hơn.
Đầu tiên là học ngữ pháp. Như đã nói ở trên, câu từ của tiếng Anh trên đề thi và trong thực tế sử dụng khác nhau vô cùng. Những bài thi đại học hay là các chứng chỉ tiếng Anh rất hay có những câu hỏi với nhiều cấu trúc ngữ pháp phức tạp, trặc trở, khiến nhiều bạn nghĩ rằng để thông thạo tiếng Anh, chúng ta phải nắm vững hết toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh này. Điều này không đúng. Nếu bạn từng xem phim ảnh hay là tiếp xúc với những người nước ngoài nhiều, thì có thể thấy những ngữ pháp mà họ hay sử dụng thực ra rất hạn chế và đơn giản. Không nói tới việc gặp từ mới, nếu bật phụ đề tiếng Anh lên và phân tích ngữ pháp thì bạn sẽ thấy chủ yếu trong cả mấy tiếng phim đó, hầu như tất cả các câu hội thoại chỉ xoay quanh những thì đơn, quá khứ đơn, hiện tại đơn, tương lai, tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, câu điều kiện, so sánh, mệnh đề quan hệ, câu hỏi đuôi và cụm động từ. Tất cả đều là những cấu trúc đã được học trong sách giáo khoa ở nhà trường, thậm chí không cần phải học thêm bên ngoài vẫn có thể hiểu được. Các cấu trúc ngữ pháp phức tạp xuất hiện chủ yếu ở văn viết, cụ thể là những tác phẩm văn học, những bài báo chính thống hay là các tài liệu học thuật hàn lâm mà thôi. Đó là chưa kể, trong cuộc sống hàng ngày, người bản xứ sẽ có những câu giao tiếp thông dụng mà không được dạy ở trong sách vở nào. Ví dụ, khi muốn nói cầm theo cái này đi, có thể sẽ hữu ích đấy. Họ sẽ nói take this, it may come in handy. Hoặc chào nhau thì bên cạnh hi hay là hello, họ sẽ chào là good day. Vì vậy, song song với việc học những ngữ pháp nền tảng, hãy mở rộng vốn ngữ pháp của mình bằng cách bắt chước những ngữ pháp informal mà bạn bắt gặp ở trên phim ảnh hay là sách báo nhé. Có như vậy thì văn phong khi nói của bạn mới trở nên tự nhiên và hay hơn. Khi bạn nắm vững tất cả những ngữ pháp trên, đương nhiên, học thêm mấy thứ lẻ tẻ được thì càng tốt. Mình đảm bảo bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra những câu giao tiếp đúng ngữ pháp mà bạn có thể. Không những trò chuyện cơ bản mà còn có thể làm việc ở một đất nước nói tiếng Anh. Nếu bạn sống đủ lâu ở một nước nói tiếng Anh như mình, thì bạn sẽ nhận ra rằng người bản xứ chỉ hơn chúng ta duy nhất ở từ vựng. Như đã nói, ngữ pháp thông dụng chỉ có đến như vậy, nên khi bạn biết đã đủ nhiều từ vựng và nắm vững ngữ pháp, bạn hoàn toàn có thể làm tốt, nếu không nói là làm tốt hơn và thành công hơn những người bản xứ ở nơi xứ người vậy. Thứ hai là học phát âm. Nhưng bí quyết để bạn thật sự có thể nói tiếng Anh tốt hơn lại nằm ở một thứ tưởng như là rất đơn giản, phát âm. Có rất nhiều lý do để bạn phải cân nhắc học phát âm trước khi cả học ngữ pháp. Thứ nhất, dễ thuần thục phát âm hơn. Trong khi ngữ pháp có tới 12 thì và cả tá các câu trúc câu phụ khác, thì để phát âm tốt, bạn chỉ cần biết cách đọc phụ âm và nguyên âm ở bảng phiên âm tiếng Anh. Tiếng Anh khá giống với tiếng Việt ở chỗ cách một từ được phát âm dựa trên sự kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm. Chỉ khác mỗi chỗ là phát âm của một số phụ âm tiếng Anh hơi khác với tiếng Việt mà thôi. Một khi bạn thành thạo bản phiên âm, thì dù là từ bạn chưa gặp bao giờ, bạn cũng hoàn toàn có thể đọc nó một cách chuẩn xác. Thứ hai, trong lúc học ngữ pháp, bạn vẫn phải sử dụng từ ngữ và nói ra thành tiếng các từ đó. Nếu đã học phát âm chuẩn trước đó, thì học ngữ pháp chính là một cơ hội tuyệt vời để bạn luyện tập phát âm chính những từ cơ bản nhất. Từ đó càng khiến cho việc phát âm chuẩn trở thành phản xạ tốt. Đó là chưa kể, học phát âm chuẩn có thể tạo động lực cho bạn học tiếng Anh chăm chỉ hơn. Kể cả khi bạn không biết một tí ngữ pháp tiếng Anh nào, thậm chí là không hiểu nghĩa một từ nào. Nhưng từ nào bạn nói ra cũng được phát âm chuẩn xác, thì bạn hoàn toàn có thể hát một bài hát tiếng Anh một cách trôi chảy, thậm chí nghe giống như là ca sĩ. Từ đó cảm thấy yêu ngôn ngữ này hơn và tự tin hơn về khả năng tiếng Anh của mình. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng phát âm, hãy dùng thử Elsa Speak. Cụ thể là khi sử dụng Elsa Pro, mình sẽ được đọc theo các từ, cụm từ, câu và hội thoại có sẵn. Nhưng mình không đơn thương độc mã học nữa, mà nền tảng sẽ giúp mình chấm điểm. Được đánh giá thông qua thông số phần trăm chuẩn xác so với giọng đọc của người bản xứ về phát âm, nhấn âm. Elsa Pro cũng rất dễ dùng, vì câu mình vừa đọc sẽ được phân tích đúng sai thông qua 3 màu trực quan. Với 3 màu, màu xanh có nghĩa là đọc đúng, màu cam là gần đúng, còn màu đỏ là đọc sai. Nếu đọc chưa đúng, mình có thể ấn vào từng âm tiết để xem bảng hướng dẫn chỉnh sửa chi tiết cho cách đọc của mình. Ngoài ra, đối với các bài tập hội thoại, app sẽ chấm điểm thêm về mặt ngữ điệu và lưu loát nữa. Thứ ba là học phản xạ. Cuối cùng, khi đã nắm được ngữ pháp và phát âm nền tảng, thứ tiếp theo chúng ta cần học để chinh phục tiếng Anh là phản xạ. Bất cứ kỹ năng gì cũng vậy, để có được phản xạ tự nhiên mà không cần phải nghĩ quá nhiều, chúng ta cần phải học cách tập luyện thường xuyên. Với kỹ năng nói tiếng Anh,
thời gian đầu bạn cũng sẽ vấp váp đôi chỗ, mất nhiều thời gian hơn để lựa chọn ngữ pháp và từ vựng. Nhưng nếu bạn có thể rèn luyện mỗi ngày, nhất là khi có người bản xứ sẵn sàng giúp đỡ, bạn sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian và biến kỹ năng thành phản xạ. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải ai cũng có điều kiện học với người bản xứ. Họ có thể đồng hành luyện giao tiếp mỗi ngày thì lại càng khó hơn. Đó cũng là lý do Elsa AI ra đời. Sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo, Elsa giúp ta luyện tập hội thoại, trực tiếp trò chuyện với AI bằng giọng nói. Sau khi kết thúc luyện tập, người dùng sẽ nhận được đánh giá tổng quan đến chuyên sâu chi tiết. Với gói học nâng cấp Elsa Premium, bạn có thể sử dụng cả Elsa Pro, Elsa AI, lẫn các gói học bổ sung như là luyện thi chứng chỉ, tiếng Anh thương mại. Học xong còn được nhận cả Certificate từ Elsa nữa. Còn đối với web app thì Elsa Premium sẽ có công cụ là Elsa Speed Analyzer, giúp bạn luyện các bài nói dài hay chính là speed một cách tự do thông qua ghi âm. Ngoài ra, ứng dụng còn dự đoán luôn cả điểm thi các chứng chỉ quốc tế trong trường hợp người học muốn thi IELTS, TOEIC hay là TOEFL. Nhân dịp Elsa tròn 8 tuổi vào tháng 3 này, Elsa gửi tất cả khán giả Spider Room ưu đãi đặc biệt. Trải nghiệm ngay gói học mới Elsa Premium và khóa học Elsa Pro khi nhập mã Spider Room ở phần thanh toán tại link trong phần mô tả hoặc bình luận nhé. Ok, quay trở lại một chút với con đường luyện tập phản xạ thực tiễn. Bên cạnh việc học nói, còn có những kênh khác bạn có thể rèn luyện phản xạ này. Đọc các trang sách báo bằng tiếng Anh giúp bạn tăng vốn từ vựng. Bạn đọc càng nhiều, bạn sẽ bắt gặp càng nhiều số lượng từ vựng thông dụng nhất ở trong tiếng Anh. Từ đó, khi nói chuyện, bạn sẽ mất ít thời gian để nghĩ từ hơn. Viết bằng tiếng Anh, có thể là văn bản hoặc là viết thư, sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức ngữ pháp hơn. Xem phim hay là TED Talk có phụ đề tiếng Anh, rèn cho bạn được cả kỹ năng nghe và kỹ năng đọc. Mình luôn khuyến khích việc đặt những gì bạn học vào một ngữ cảnh cụ thể. Điều này sẽ giúp cho bạn nhớ kiến thức hơn. Ví dụ, nếu mình bắt bạn viết ra một câu "Tôi có một chiếc xe ô tô màu đỏ" bằng tiếng Anh mà bạn lại không có cái ô tô nào, thì câu nói đó sẽ không có ngữ cảnh và dù bạn có thể viết ra nó, bạn cũng sẽ quên màu đỏ hay là ô tô tiếng Anh là gì. Nhưng nếu bạn đang xem phim và trong phim có cảnh hai nhân vật đang cãi nhau mà một người nói "Tôi đã bảo anh lấy cái xe màu đỏ cơ mà, đây là màu xanh", có cả hình ảnh và âm thanh miêu tả nó, thì bạn sẽ ấn tượng với nó hơn và nhớ từ đó lâu hơn. Một điều khác quan trọng bạn cũng cần phải nhớ, bạn không nhất thiết phải thành thục toàn bộ ngữ pháp và phát âm rồi mới học rèn luyện phản xạ tiếng Anh. Kể cả khi bạn mới học được một vài từ hay là một vài ngữ pháp cơ bản, hãy cứ liên tục nhúng mình vào một môi trường chỉ toàn tiếng Anh. Thời gian đầu bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để tra từ mới và tra ngữ pháp mới. Nhưng cứ dần dần thì mọi thứ sẽ khớp vào với những gì bạn học được và bạn sẽ mất ít thời gian để tra cứu hơn. Hãy bắt đầu với những điều nhỏ nhất, ví dụ như là đổi ngôn ngữ giao diện trên điện thoại và máy tính của bạn sang tiếng Anh, hoặc tập dịch những dòng chữ hướng dẫn cơ bản trên vỏ các sản phẩm mà bạn thấy hàng ngày, rồi chuyển dần lên những thứ dài hơn, phức tạp hơn như là sách báo hay là phim Anh. Tiếng Anh đúng là có đem lại những lợi ích ngay trước mắt, đó là bằng cấp, chứng chỉ để xin việc, xin học. Tuy nhiên, tiếng Anh còn có thể mang lại nhiều giá trị hơn thế. Tiếng Anh vững chắc là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng tri thức bất tận thông qua Internet. Khi bạn đã có một khả năng đọc hiểu tốt nhờ vào những kiến thức nền tảng, với mạng Internet, bạn có thể học được mọi thứ trên thế giới. Rất nhiều những kiến thức bổ ích, những bài giảng hay ngoài kia được viết bằng tiếng Anh, khiến cho những người không biết tiếng Anh chiếm phần lớn người Việt bị thiệt thòi rất nhiều. Ngay cả khi bài viết đó, tác phẩm đó có gốc là một ngôn ngữ khác, nếu nó thực sự hay và gây được tiếng vang lớn ở trên thế giới, nó chắc chắn sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng và tiếng Anh gần như chắc chắn sẽ nằm ở trong số đó. Đó là còn chưa kể đến, rất nhiều trong số đó đều miễn phí. Phải, bạn hoàn toàn có thể học được cả tá ngôn ngữ lập trình, học cách sử dụng cả đống phần mềm kỹ xảo hay là chỉnh sửa ảnh, học cách chơi đủ loại nhạc cụ, thậm chí là sửa xe ô tô, vân vân, miễn phí. Một khi bạn biết tiếng Anh, ngay cả những thứ tưởng chừng như đơn giản cũng sẽ được giảng giải một cách thú vị bằng tiếng Anh. Thêm vào đó, khi có tiếng Anh vững chắc, mình có thể tham gia vào nhiều cộng đồng mạng để không những học hỏi, giải trí mà còn trao đổi, tranh luận với những người tài giỏi và thú vị từ khắp nơi trên thế giới, Quora, Reddit hay các fanpage group chuyên ngành. Từ đó, mạng xã hội của bạn sẽ trở nên rộng hơn và chất lượng hơn.
Học tiếng Anh không phải là để thi cho đủ chứng chỉ, rồi dừng lại không học nữa, không dùng nữa. Học tiếng Anh nên là để thấm nhuần được ngôn ngữ đó, để thấy được vẻ đẹp của nó qua những lời hát bằng tiếng Anh, qua những tiểu thuyết Anh ngữ mà không phải chuyển ngữ, và để mở mang tri thức mà không phải chờ đợi vào những bản dịch tiếng Việt. Đó chính là động lực quý giá nhất khi mà bạn làm chủ được một loại ngôn ngữ. Nếu bạn đang bước trên con đường học tiếng Anh, mong bạn hãy đi một cách thực tế, đi càng sâu càng tốt để gặt lấy được càng nhiều lợi ích của ngôn ngữ toàn cầu này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Spider Room. Hy vọng rằng những chia sẻ của tác giả Limitless sẽ giúp được bạn trong quá trình hoàn thiện bản thân mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Spider Room nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!